Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, V-League 2020 đã khép lại và Hoàng Anh Gia Lai cán đích ở vị trí tốt nhất mà họ có được trong 6 mùa giải đã qua. Thành tích này thực ra cũng chẳng đáng tự hào so với những gì mà bầu đức tâm huyết với đội bóng phố núi cũng như là sự kỳ vọng của người hâm mộ đội chủ sân Pleiku. Mùa giải tới, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm đầu tư tốt hơn cho những đứa con cưng của mình. Động thái gây nhiều sự chú ý ở trên truyền thông và mạng xã hội chính là việc vời Kiatisak, huyền thoại của bóng đá Thái Lan và cũng chính là người cũ của Hoàng Anh Gia Lai về để dẫn dắt những Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường ở trong mùa giải tới. Với những phân tích từ những gì đã diễn ra, giới mộ điệu cho rằng hành động của Bầu Đức là cần thiết cho đội bóng của ông mà khởi nguồn từ ý tưởng này có lẽ xuất phát từ chính câu lạc bộ Hà Nội. Mùa giải 2020, chưa bao giờ câu lạc bộ Hà Nội lại vấp phải nhiều khó khăn đến như thế. Những tổn thất nghiêm trọng vì chấn thương, có lúc họ mất đến hơn nửa đội hình chính, thậm chí là số cầu thủ bị chấn thương khi đó có thể xếp kín một đội hình. Quang Hải, ngôi sao được mong đợi nhất cũng đã có quãng thời gian khó khăn vì chấn thương, vì tâm lý, nhưng riêng đội trưởng Văn Quyết thì vẫn bền bỉ. Về phương diện cá nhân, tiền đạo này hoàn thành cực kỳ xuất sắc nhiệm vụ được giao với 5 bàn thắng ở đấu trường V-League cùng với 5 bàn thắng và 2 kiến tạo góp phần đem về chiếc cúp quốc gia cho đội bóng thủ đô. Cần mẫn qua từng trận đấu mà mình góp mặt, Văn Quyết vẫn chứng minh được bản năng sát thủ với những pha kết thúc đẳng cấp cũng như là sức ép lên hàng phòng ngự của đối phương, tạo cơ hội cho những Quang Hải, Rimario, Papeoma lập công. Nhưng đó chưa phải là đóng góp xứng đáng được tôn vinh nhất của chân sút đẳng cấp này. Với chiếc băng đội trưởng ở trên tay, cả trong sân cỏ lẫn ngoài đời thường, Văn Quyết luôn là điểm tựa cực kỳ vững chắc, cực kỳ đáng tin cậy, không chỉ cho những cầu thủ trẻ của Hà Nội mà còn là với những cầu thủ đã thành danh của đội bóng này. Hình ảnh một Văn Quyết ra khỏi đường hầm của sân Hàng Đẫy đầu tiên, nán lại chờ những đồng đội của mình ra sân để chia sẻ bằng những cái bắt tay động viên đã trở nên quá quen thuộc với các cổ động viên trung thành của câu lạc bộ Hà Nội. Trên sân, sự máu lửa nhiệt huyết của cầu thủ người Thạch Thất này luôn giúp cho các đàn em được truyền lửa, vững tin dù đối thủ có là ai đi chăng nữa. Không chỉ có thế, một Văn Quyết chỉn chu, thành đạt, hạnh phúc ngoài đời thường còn là tấm gương sáng cho các cầu thủ noi theo. Với họ, đấy mới chính xác là sự chuẩn mực của một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhìn vào đấy, họ biết nếu như cống hiến hết mình, tập trung tất cả vào chuyên môn, cũng như là có một lối sống chuẩn chỉ, lành mạnh, một sự nghiệp lẫy lừng như người đội trưởng của mình sẽ nằm ở trong tầm tay. Sức ảnh hưởng với đồng đội của Văn Quyết, Thành Lương ở câu lạc bộ Hà Nội là điều khiến cho tất cả các câu lạc bộ khác phải thèm khát. Có một thủ lĩnh đích thực ở trên sân như thế, ban huấn luyện đội bóng sẽ cực kỳ yên tâm ở trên băng ghế huấn luyện, lãnh đạo đội bóng cũng sẽ yên tâm khi các cầu thủ của mình có được tấm gương để phấn đấu, để trung thành với câu lạc bộ. Đấy là điều mà suốt 6 mùa giải đã qua, Hoàng Anh Gia Lai còn thiếu. Tấm băng đội trưởng ở trên tay Tuấn Anh có phần lỏng lẻo khi mà tiền vệ ngôi sao này không thể hiện tròn vai của một thủ lĩnh đích thực, để Văn Toàn phải kêu gọi ở trên truyền thông rằng hãy nhìn lên khán đài mà đá sau chuỗi trận toàn thua dài dằng dặc. Và hẳn nhiên là vai trò của Tuấn Anh đã nhạt nhòa, dẫu cho ở khía cạnh cá nhân thì anh vẫn cực kỳ năng nổ và cống hiến. Có lẽ đấy là hệ lụy của việc Bầu Đức nuôi nhốt lứa U19 Hoàng Anh Gia Lai suốt hơn chục năm qua. Các tiêu chuẩn đạo đức mà ông ép các cầu thủ của mình phải noi theo khiến cho bản năng thủ lĩnh, phẩm chất cá nhân ở khía cạnh cá tính bị thui chột đi khá nhiều. Cầu thủ của Bầu Đức ngoan, song lại quá lành giữa một V-League đầy khắc nghiệt và đầy thử thách. Kiatisak quá quen với Hoàng Anh Gia Lai. Trong vai trò cánh chim đầu đàn của câu lạc bộ phố núi thời Hoàng Kim, Zico Thái đã xứng danh là một thủ lĩnh cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần. Trong vai trò huấn luyện viên, huyền thoại bóng đá Thái Lan này cũng xứng danh là người truyền lửa cho các học trò của mình, với danh tiếng và cá tính mạnh mẽ của mình. Với Kiatisak về phố núi, Bầu Đức không chỉ trông chờ vào một tài năng ở trên ghế huấn luyện với triết lý bóng đá phù hợp với những gì ông định hướng cho cầu thủ đầy tài năng của mình, mà còn là người thổi được tinh thần chiến binh vào các cầu thủ trẻ với tư cách là một người cũ thân thương của đội bóng phố núi. Bầu Đức bảo rằng là khi mình bỏ tiền ra mời Kiatisak về Hoàng Anh Gia Lai là bởi bọn trẻ nó thích thế. Kết thúc mùa giải vừa qua, huấn luyện viên Chung Hae Song đã lên tiếng rằng ở phố núi thì các cầu thủ của Bầu Đức không vui. Và điều Hoàng Anh Gia Lai phải làm bằng được đấy là giúp cho họ tìm được niềm vui trong cuộc sống, trong bóng đá. Và chỉ có như thế thì đội bóng phố núi mới có thể thành công. Hoàng Anh Gia Lai không có được một thủ lĩnh đích thực như Văn Quyết. Và trong tương lai gần cũng sẽ không có cầu thủ nào của đội bóng phố núi đủ tài năng và cá tính để làm được điều mà Văn Quyết đang làm ở câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng giờ đây họ đã có Kiatisak. Về với Bầu Đức, trách nhiệm của huyền thoại Thái Lan này là cực kỳ nặng nề. Nhưng ngoài anh ra có lẽ chẳng ai có thể làm được.
Đấy mới là lý do đích thực khiến cho Bầu Đức đổ tiền tấn ra để vời Kiatisak về. Thành bại của Hoàng Anh Gia Lai lúc này, tương lai của lứa cầu thủ mà Bầu Đức từng hết lòng chăm bẵm đều nhờ vào anh cả. Dưới sự nhìn nhận từ góc độ chuyên gia, ngoài khoản chi đậm để mời Kiatisak về, Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn là cần phải tăng cường thêm nhân sự để cho vị huấn luyện viên này có thể phát huy được hết khả năng của mình. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đã mở đầu bằng nhận xét Kiatisak là một huấn luyện viên giỏi đã từng thành công với tuyển Thái Lan. Thành tích của cậu ấy rất ấn tượng, thành công đến trong nhiều năm chứ không phải là chỉ trong một thời gian ngắn. Vì thế tôi nghĩ rằng việc Hoàng Anh Gia Lai mời được Kiatisak là điều quá tốt cho đội bóng này. Tôi nghĩ đây là một huấn luyện viên tài năng thực sự, tên tuổi đã được khẳng định rồi. Với những nỗ lực đầu tư của Bầu Đức thì sang năm chắc chắn chúng ta sẽ có một Hoàng Anh Gia Lai rất khác. Dù vậy, trong phát biểu với truyền thông Việt Nam thì Bầu Đức vẫn khẳng định rằng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng cho Hoàng Anh Gia Lai, rằng Hoàng Anh Gia Lai chỉ đá cho vui. Giới chuyên môn cho rằng đây có thể chỉ là phát biểu nhằm giảm áp lực cho huấn luyện viên Kiatisak. Đánh giá về vấn đề này thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng nói rằng tôi đồng tình với quan điểm đó, bởi chẳng ai lại bỏ ra từng đấy tiền để mời một huấn luyện viên giỏi về làm cho vui cả. Khi mà đã đầu tư một khoản lớn như vậy thì đâu ai muốn đội bóng của mình cứ lẹt đẹt mãi để trụ hạng. Tôi nghĩ quyết tâm của đội sau đây sẽ phải khác. Hy vọng sau cú hích như thế này thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ chơi tốt hơn rất nhiều. Bầu Đức có lẽ cũng đã phải suy nghĩ và không thể để cho thương hiệu đội bóng của mình giảm sút nữa. Hiện tại thì danh tiếng của Hoàng Anh Gia Lai đang dần phai nhạt, nếu như không tăng cường mà cứ để trôi như thế mãi thì cũng không được. Bóng đá Việt Nam cũng có những tiến bộ nhất định, đang tiến gần đến những cuộc cạnh tranh về thực lực thực sự và sẽ thay đổi ở trong thời gian tới. Tôi thấy Bầu Đức đã góp một phần vào sự sôi động của V-League và điều đó rất đáng quý. Sự kiện này sẽ thu hút truyền thông Thái Lan, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của nền bóng đá Việt Nam. V-League cần những người tạo ra cú hích như thế này để thay đổi. Đáng chú ý là chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng không loại trừ Kiatisak sẽ tạo nên một làn sóng mới của cầu thủ Thái Lan tới Hoàng Anh Gia Lai, điều mà Bầu Đức từng làm rất thành công ở trong quá khứ. Việc tăng cường lực lượng là điều bắt buộc với Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này, sau khi đội bóng chấp nhận chi đậm để mời về một huấn luyện viên có tên tuổi như vậy. Phương án mời các cầu thủ Thái Lan cũng là điều mà Hoàng Anh Gia Lai từng làm rất tốt ở trong quá khứ, vì thế cũng không loại trừ đây là một trong những điều mà Kiatisak sẽ cân nhắc. Đối với Bầu Đức, một khi đã chịu chơi như thế này thì ông ấy sẽ ủng hộ hết những quyết định của Kiatisak. Tôi nghĩ là phong thái của Kiatisak là một huấn luyện viên tấn công đẹp mắt nhưng phải đi kèm với hiệu quả. Đó là điều mà chúng ta đã thấy rồi. Nhưng vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai là họ hiện chưa có được những nhân sự tốt ở vị trí cần thiết. Ngày trước thì Kiatisak có trong tay nhiều cầu thủ tài năng của Thái Lan cho nên đạt được kết quả rất tốt. Còn ở Hoàng Anh Gia Lai thì hàng tấn công và hàng tiền vệ có một số cầu thủ tốt, nhưng hàng phòng ngự và thủ môn là chưa hẳn yên tâm. Hoàng Anh Gia Lai mới bổ sung Hữu Tuấn và Tuấn Linh, nhưng đó cũng không phải là hai vị trí xuất sắc nhất mà chỉ ở mức bình thường của V-League thôi. Nếu như muốn chơi tốt thì Bầu Đức cùng với Kiatisak sẽ phải bàn bạc và chịu chi để đưa về những nhân tố ưng ý nâng cấp Hoàng Anh Gia Lai. Chứ một đội bóng muốn chơi tốt thì không chỉ đầu tư mỗi huấn luyện viên mà còn phải có thực lực đủ mạnh nữa. Theo như kế hoạch thì huấn luyện viên Kiatisak sẽ có buổi lễ ra mắt người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai vào tối ngày hôm nay 22 tháng 11. Tại buổi lễ này thì chiến lược gia người Thái Lan sẽ giao lưu trực tuyến và trả lời những câu hỏi thắc mắc của người hâm mộ. Không chỉ khán giả Việt Nam, truyền thông Thái Lan cũng bày tỏ sự háo hức trước sự kiện này. Trong bài viết có tiêu đề Zico cởi mở tiết lộ lý do trở lại đội bóng cũ Hoàng Anh Gia Lai thì tờ Siam Sport của Thái Lan viết rằng Kiatisak Senamuang chuẩn bị trả lời mọi thắc mắc với lãnh đạo đội bóng và người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai. Anh ấy sẽ giải đáp với người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan về lý do đưa ra quyết định này. Cụ thể là vào lúc 8 giờ tối ngày 22 tháng 11, Zico Thái sẽ ra mắt câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá Việt Nam được trò chuyện trực tiếp, đặt câu hỏi để Kiatisak giải đáp trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Theo khảo sát ở trên fanpage của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, rất nhiều khán giả đang đặt câu hỏi cho Kiatisak về kế hoạch để cải thiện đội bóng trong thời gian tới. Người hâm mộ đội bóng phố núi kỳ vọng Kiatisak sẽ đưa về những bản hợp đồng mới chất lượng, những cầu thủ tên tuổi của bóng đá Thái Lan, đồng thời xây dựng đội bóng theo cách ban bật nhỏ đã mang lại thành công cho huấn luyện viên này khi dẫn dắt các đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn từ 2013 đến 2017. Thông tin trước đó cho biết Kiatisak đã tiết lộ 4 quy tắc thép cho cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mà chiến lược gia này dự định sẽ làm khi tới dẫn dắt đội bóng phố núi. Kiatisak là nhà cầm quân rất nghiêm khắc khi dẫn dắt các học trò và điều này là một trong những yếu tố mang lại thành công cho chiến lược gia sinh năm 1973. 4 quy tắc thép mà Kiatisak sẽ áp dụng cho Hoàng Anh Gia Lai bao gồm không uống rượu bia, không hút thuốc lá, không trốn khỏi đội, không cờ bạc.
Theo như báo chí xứ sở Chùa Vàng thì đây cũng chính là những lệnh cấm mà Kiatisak từng áp dụng cho các học trò khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan. Lần này thì Zico Thái lại áp dụng những quy tắc này cho Công Phượng cùng với các đồng đội. Zico Thái còn khẳng định rằng tất cả những cầu thủ vi phạm chắc chắn là sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, sẽ không có bất kỳ một trường hợp ngoại lệ nào, kể cả những siêu sao sáng giá nhất. Với sự có mặt của Kiatisak ở vị trí thuyền trưởng, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ là đội bóng có sức hút và được kỳ vọng bậc nhất tại V-League 2021 và được người hâm mộ đội bóng phố núi hoàn toàn có lý do để lạc quan. Tiền đạo Văn Toàn khi biết thông tin Kiatisak sang dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai cũng tỏ ra háo hức. Thời gian qua thì đội đang nghỉ hết giải, tôi mới biết thông tin qua báo chí nhưng tôi thật sự cảm thấy vui và chờ đợi những điều mới mẻ sắp tới từ Kiatisak đem đến. Ở giai đoạn 2 V-League 2020, Văn Toàn đã từng thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau khi đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Chân sút người Hải Dương đã phải hô hào các đồng đội là hãy nhìn lên khán đài mà đá để có thêm động lực chiến đấu. Và với sự mới mẻ mà Kiatisak đem đến chắc chắn sẽ tạo động lực cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đột phá ở trong mùa giải mới. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.